Vâng, sau đây em sẽ test sản phẩm gửi cho tất cả các bác nha. À, trước mấy các bác là những cặp loa JBL RMX 1515 full 40 từ Neo hàng bãi Mỹ, cặp bến hàng tuyến lựa kỹ lưỡng để các bác mình có được những cái cặp loa nó còn nguyên tem như thế này. Giá cặp loa này là 28.700.000. Và em đang ghép với nó là con QSC-BL 224, công suất là 2.400W. Con đó giá là 11 triệu bao gồm phí ship. Và em nó đã được chuyển điện 220. Và đây là những con Mixua L4 về ngày hôm qua thì em cũng đã có chủ rồi, chuẩn bị test và để so sánh với con Renacard để các bác cũng có thể lựa chọn được. Renacard em đánh giá rất là cao ở phân khúc bởi vì nó là hàng bãi và giá hiện tại rất là tốt, và em vẫn dặn hàng đẹp về của các bác nha. Hai sản phẩm đều là hàng Mỹ nhưng mà Renacard thì giá nó sẽ tốt hơn và nó sẽ là hai mic. Còn đối với Mixua là nó thương hiệu đẳng cấp thế giới rồi và nó sẽ giá thành nó sẽ cao hơn. Nó thứ nhất là nó sẽ mang cái giá trị thương hiệu và thứ hai là cái đẳng cấp của nó rồi, nên là nếu mà ở cùng phân khúc thì Mixua nó sẽ không bao giờ bằng được cái Renacard nếu ở cùng phân khúc giá. Nhưng mà đây là con Sua L4 một tay, giá em đang giao là 6 triệu. Em về được một bộ thôi thì cũng đã có chủ rồi. Em test và bộ Renacard thì chiều nay lên đường mấy bộ đó, giao cho các bác luôn. Thì em cũng trước khi đi em được test kỹ lưỡng đâu đó hết rồi, setup ok. Các bác về chỉ việc là mình cắm điện thôi nha, đừng có bấm gì nữa hết nha các bác. Đừng bấm cắm điện và cắm dây là vặn trên cái vang là alo 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 hát karaoke thôi, không có canh tỉnh gì nữa hết nha. Tại vì tần số em đã canh chỉnh chuẩn hết rồi. Về các bác chỉ việc là cắm điện và chúng ta cùng thưởng thức và hưởng thụ thôi. Rồi sau đây trước tiên em sẽ mời các bác cùng nghe bộ Mixua Sua L4SM58 đây, hay so với Renacard như thế nào. Renacard tiếng ngon nhưng mà cực kỳ dễ sử dụng đó các bác. Renacard thì chúng ta bỏ ra 3.600.000, hàng đẹp á nha, hàng đẹp, keng hai tay mic. Còn con này 6 triệu nhưng mà chỉ có một tay mic thôi. Nhưng mà Sua thì nếu các bác trưng bày Sua nó vẫn đánh cấp hơn nha. Nhưng mà ở phân khúc tầm trung bình dân thì tầm 4 triệu lại thì các bác chọn nghe Renacard. Chứ giờ thêm tới gần 3 triệu mới có được tem mic như thế này. Nhưng mà hát thì có thể gọi là như nhau đó các bác. Nhưng mà các bác thích đánh cấp về thương hiệu thì mình có thể chọn Sua. Đấy, còn ở phân khúc mà tầm 4 triệu hay 3 triệu mấy thì các bác bê nghe em này cho bê nghe em Renacard giúp em nha. Tí nữa nghe sao luôn. Mắt rồi nhà. Nguồn lên chưa? Vâng, sau đây em sẽ hát một khúc này. Đây là Mixua nha các bác. Sua L4SM58 nha. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lành buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đồ. Rồi sau đây em sẽ dùng Renacard để các bác cùng có thể nghe. Đây và là Renacard 3.600.000 nha bác. Em đang phân phối cho các bác hàng đẹp nha. Hàng đẹp từ đầu mic cho đến tai mic là bao gồm dây kết. À chơi lộn. Em bỏ nó đối diện với cái gồm dây kết nối xịn sò ấy nha. Bộ một chiếc dây như thế này là trị giá 150.000 dây của Nhật. Rồi sau đây em mời các bác cùng thưởng thức vẫn ca khúc thế để các bác có thể mình so sánh. Và ở phân khúc 3.600.000 thì nó quá là ngon nha bác. Em cần chỉnh volume gọi là gần hết mức để các bác mình sát ở mức độ nhẹ nhất. Đấy. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lành buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đồ. Vâng, đấy thì các bác có thể thấy được chất mic của Renacard. Tại vì em bày volume hơi to đấy bác. Đấy, cầm mic selector luôn thì em đang căn chỉnh độ nhẹ cao nhất của mic Renacard rồi, nên các bác về chi việc là sử dụng thôi. Đấy, rất là dễ dàng. Lên 1, 2, 3, 4. Rồi, chiều nay sẽ em đóng chắc là 5 bộ cho các bác nha. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em nha. Bác Bình Dương lấy tới 4 bộ luôn nha. Bình Dương lấy tới 4 bộ luôn á.